Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Hoàng Sơn đây. Cũng như mọi người đã thấy ngày đó, hôm nay mình sẽ khui một thùng sen đá. Mình đã đặt trước ngày 20 tháng 10. Tại vì như ngày 20 tháng 10 á, cái chỗ bán sen đá này mọi người nó giảm giá. Kiểu sen trung á, nó còn 15 ngàn hay sao. Nhưng mình nhớ là vậy. Mình đặt 4 cây. Bây giờ mình sẽ khui ra nha. Nó một thùng cho sang vậy thôi chứ thiệt ra trong thùng vậy nó có 4 cây rồi mọi người. Mình đặt 4 cây thôi, tại vì không tiền. À, đây hình như là mảnh giấy của anh bán tên sen đá. Tên loại sen đá mà mình đặt đó. Anh này quấn rất là kỹ luôn mọi người. Wow, quá trời giấy luôn. Anh này quấn rất kỹ luôn mọi người. Lần nào mở ra giấy quá trời giấy. Cây đầu tiên là nhím đen. Đen quá trời đen mọi người. Nó kiểu như có mấy cái gai gai với con nhím gì đó. Rất là đẹp. Cây thứ hai là cây đơm hoa hồng. Tại cái này lúc gói nó hơi bị gãy cành xíu mọi người. Thôi kệ, hôm sau mình sẽ trồng lại. Cây này là cái gì mà bán bông lan mọi người, bông lan chứa muối, không cây gì mình không nhớ tên nữa, cái gì mà có chữ lan bông chậm, nói chung là để đi ha. Và đây là cây cuối cùng, cây sỏi hồng và dễ thương mọi người. Cái này mập xíu là trời đẹp dễ sợ. Và đây là tổng cộng 4 cây mình đặt trên mạng. Và sau đây mình sẽ lấy mấy cây vĩ mà mình mua ở tại Vũng Tàu nha. Hello mọi người, tôi đã quay trở lại rồi đây. Để tôi lấy mấy cây vĩ cho mọi người xem nha. Mấy cây vĩ cũng xinh lắm mọi người. Đây, một số cây vĩ mà tôi đã mua đây. 1 cây, 2, 3. Cây gì giống cây xương rồng ha. 4, 5 và 6. Cây đó có cái bòi mọi người. Biết bòi hoa hay là cây nữa. Còn đây là 2 cây được chị bán cho mình. Như là tứ phương, cây sen đá tứ phương, mình nói là vậy. Dạo này mưa hoài là mọi người ơi, sen không có đủ nắng để chiếu cho nó, nên mình có mua thêm một cái bóng đèn này dành cho cây á, thì buổi tối mình sẽ chiếu sáng cho nó khoảng 5-6 tiếng gì đó để cung cấp thêm nắng cho sen. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào công đoạn xả đất đây mọi người. Xả đất và tỉa rễ cho mấy cây sen này. Rồi mình muốn cây sen vĩ hay mấy cây sen trung gì ở tại Vũng Tàu như của chị mà mình hay mua á. Mua riết và thành quen luôn mọi người. Có như khách viết gì đó. Mua mà chị ưu đãi hết cái này hết cái kia trời, dễ sợ. Thank you.
cây sen này giống một bụi luôn mọi người ha, mà có 15 ngàn rẻ cũng rẻ chứ bộ. Thường như mình nhớ một bụi vậy bán 20, 25 hay 30 ngàn gì đó, mình nhớ là vậy. Và đây là những mấy cây mình đã tỉa rễ xả đất xong hết rồi, mình sẽ ở đây phơi khoảng 2-3 ngày gì đó rồi xong mình sẽ trồng vào đất ha. Trồng vào đất thì mình khoảng 1-2 ngày sau mình sẽ tưới, tưới ít thôi nha, đừng có tưới đậm quá, cây sẽ bị úng, bị sốc nhiệt nè. Mọi người ơi, sắp tới mình sẽ có một video của sự thay đổi của sen sau 1 tháng mình trồng á, nên mọi người hãy chú ý đón xem nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm bữa mình có mua một cây xương rồng thanh sơn nè mọi người, với lại sen đó hoa hồng Hà Lan. Mình trồng cũng được 3-4 ngày gì rồi đó. Đẹp không mọi người? Quá trời đẹp luôn. Và mình có mua thêm một cây xương rồng này như là vạn lý trường thành đó. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Các bạn hãy like và subscribe kênh của mình nha. Bye bye.